Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình giới thiệu sách dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc của trung tâm chúng tôi, trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 123 Vietnamese. Tôi tên là Cathy. Ở đây tôi có một số cuốn sách. Vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn cuốn sách nào đây? Cuốn sách màu đỏ này trông thật nổi bật. Chúng ta cùng thử xem nhé. Đây là cuốn sách Honcha Penun Petunamo Chok Koum của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng do nhà xuất bản Digis phát hành. Tên của cuốn sách có nghĩa là ai cũng có thể học tiếng Việt một cách dễ dàng. Chỉ cần nghe cái tên như vậy thôi, chúng ta đã thấy rằng việc học tiếng Việt, một ngôn ngữ rất mới đối với người Hàn Quốc, không còn là một thử thách nữa, mà cái việc đó đã trở nên rất dễ dàng, phải không ạ? Chúng ta cùng thử xem cuốn sách nhé. Phía trong cuốn sách được trình bày rất rõ ràng và rõ nét với nhiều hình vẽ minh họa sinh động. Cuốn sách được in bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Hàn, giúp cho người học có thể dễ dàng nắm bắt bài học hơn. Sách có tất cả 16 bài học. Tất cả các bài học đều là những chủ đề rất quen thuộc và gần gũi trong cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam. Tôi có thể ví dụ ra đây một số bài học. Ví dụ như bài Tôi là người Hàn Quốc, hay bài học Bây giờ là mấy giờ, bài học Hôm nay là ngày mấy, hay Cái này bao nhiêu tiền. Tôi tin rằng sau khi học xong tất cả 16 chủ đề này, chúng ta có thể tự tin và dễ dàng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam. Chúng tôi đã giới thiệu cuốn sách này tới rất nhiều học viên người Hàn Quốc tại trung tâm chúng tôi. Tất cả họ đều nhận xét rằng đây là một cuốn sách rất cần thiết và rất dễ học dành cho người Hàn Quốc mới bắt đầu học tiếng Việt. Một cuốn sách tuyệt vời như thế này, chúng ta còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu nó nhé. Giá bìa của cuốn sách là 19.500 won, khoảng hơn 400.000 Việt Nam đồng.